Hey, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Và video của chúng ta hôm nay sẽ là một chiếc Exeter màu đỏ như thế này. Và đây là phiên bản màu đen đỏ đúng không? Từ trước tới giờ thì độ màu đỏ rất là nhiều, nhưng mà cái màu đen mà có họa tiết màu đỏ như thế này thì lại rất là ít. Và đây có lẽ là chiếc xe 155 độ cái màu sắc này đầu tiên được xuất hiện tại Yamaha Sài Gòn màu ở Cần Thơ. Đây là cái mẫu nó đã từng xuất hiện ở Bình Dương rồi đó mọi người. Và khách hàng đặt cọc tại Cần Thơ, khách hàng Cần Thơ đặt cọc tại Yamaha Sài Gòn 1 và cửa hàng đã nhận sơn theo như cái mẫu mà bạn đã gửi. Bạn thích cái mẫu đó nhưng mà bạn không có cái gọi là phương tiện cũng như là điều kiện, rồi trong cái thời gian dịch bệnh này nữa rất là khó vận chuyển mà từ Bình Dương về, cho nên là bạn đặt ngay cửa hàng Yamaha Sài Gòn 1 luôn. Và ở cửa hàng cũng có nhận sơn tất cả các mẫu màu sắc theo yêu cầu của các bạn. Có thể là các bạn thích cái màu đó, hoặc là các bạn thấy nó ở đâu rồi, hoặc là các bạn có hình ảnh, có video thì cửa hàng sẽ cố gắng đặt theo yêu cầu của mọi người nha. Mới đầu thì mình nhìn sơ qua một lượt về cái hình ảnh mà bạn gửi đi đặt hàng thì mình cứ nghĩ đây sẽ là màu đỏ đen, mới như liếc ngang thôi, nhưng mà thật sự khi dàn áo về thì mình nghĩ nó lại là màu đen đỏ, và chính vì thế mà mình cảm giác nó sẽ có phần mạnh mẽ hơn, nam tính hơn so với cái tông màu đỏ nhiều hơn, và nó có phần hơi trầm xuống một tí. Xe này thì do một bạn là coi YouTube của Quang, coi trên kênh này luôn nè. Rồi sau đó bạn coi những cái kênh ở trên Bình Dương và bạn lựa được cái màu mà bạn thích rồi. Nhưng mà bạn đến đại lý thì bạn không có tìm mình. Bạn vô tình gặp các anh chị nhân viên khác thì các bạn đã tư vấn gửi màu sắc này đi sơn. Và chính vì vô cửa hàng không có kiếm tu cho nên tôi cũng không hỗ trợ được gì hết trơn. Sau khi làm xong hết cả thủ tục rồi mới nói em coi kênh của anh Quang, lúc đó là muộn màng rồi nha. Mai mốt mấy bạn nhớ vô mua xe mà coi kênh YouTube của mình thì có nói vô cho em gặp bạn Quang thì bạn Quang sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn. Rồi ha, đặc biệt là Exeter 155 thì sẽ hỗ trợ hết mình luôn. Ngoài cái tông màu sắc ra, ngoài cái tem 3D ra thì các bạn có thể thấy là chiếc xe này nó được trang bị thêm những cái món phụ kiện lặt vặt xung quanh xe nữa. Rồi 155 thì nó sẽ có VVA khác 150. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này là 2,09 lít trên 100 km, tức là một lít xăng các bạn sẽ đi trung bình tầm khoảng 45 cho đến 50 cây. Và cái cân nặng của chiếc xe này, ở đây là phiên bản cao cấp nha, sẽ có cân nặng là 121 kg. Động cơ thì tất nhiên là 155 phân khối à. Cái này các bạn sử dụng bằng lái A1 bình thường nha. Nhiều bạn là cứ nghĩ A1 là tới 150, nhưng mà A1 là nó tới 175 lần. Rồi cái dây sơn của xe 155 thì nó sẽ có cái phốt cao su nè, nó tăng cái tính gọi là cái gì, tăng cái tuổi thọ của cái dây sợi dây sơn này, cũng như là giảm cái âm thanh so với 150 thì tiếng ồn của nó gây ra khá là nhiều. Rồi về cái dè sau là có độ luôn nè các bạn, có độ xi nhan và độ cái dè luôn, dè này dè FZ hay dè Sonic gì đó. Nói chung là nó sẽ tạo cái đuôi đẹp hơn so với cái mẫu trước, ổ lộn, so với cái mẫu Gin. Đèn xi nhan nè, ở dưới này có cái dè trắng bùn con nè, dè cạc te. Rồi mâm của xe thì vẫn giữ mâm Gin là mâm 5 cây bình thường nha, mâm đôi. Bạn nào có nhu cầu mà có độ mâm á thì đại lý sẽ đặt mâm vậy luôn, ví dụ như là mâm ICO hoặc là mâm Kuni. Thường hai loại đó mình thấy nhiều. Còn cái Sin Boy thì thường các bạn độ bên ngoài, tại vì cái Sin Boy thường nó sẽ xuống cái bánh nhỏ luôn đúng không? Mình thấy các bạn trẻ là chạy 150 thường xuống bánh nhỏ luôn. Rồi bánh nhỏ thì nó có hợp lệ hay không thì mình cũng chưa biết nha, có bị bắt hay không thì hên xui. Còn mâm độ mà chạy bánh lớn thì mình thấy bình thường à. Bán xe mười mấy năm rồi mà đại lý bán cái vụ này mười mấy năm mà chạy bình thường à. Rồi khóa thông minh Smart Key đó, sẽ có một cái remote và hai cái chìa khóa cơ, cũng như là bạn khi nhận xe sẽ nhận được một cái mã 6 số nữa. Cái loại này là loại 3 ga titan, loại 10 ly nha. Cái 3 ga này bán lẻ là 280.000 rồi, nó khá là dày. Bạn coi video có thể ở ngoài thực tế các bạn sẽ thấy nó lệnh nó bự hơn một tí. Về cụm công tắc thì rất là quen thuộc rồi. Đó, có cái công tắc phụ nó màu đỏ đỏ. Chiếc xe này nếu màu green á thì giá nó của nó nhẹ mình không nói nha. Còn ví dụ mẫu độ như thế này thì tầm giá của nó sẽ rơi vào khoảng là 57 triệu đồng. Tại sao mình dùng từ khoảng là bởi vì tùy theo cái số lượng mà phụ kiện trên xe là nó ít hay nó nhiều nữa, hoặc là bạn gắn phụ kiện nào nữa, nó sẽ khác nhau về cái giá thành. Cho nên là nếu mà bạn
có đến đại lý mà thấy cái con giống như con này thì có khách đặt cọc chắc chắn là họ sẽ lấy rồi. Còn ví dụ như mà sau này đại lý có sơn một con giống như thế này nữa thì các bạn ra có thể là khi mà ra thì cửa hàng sẽ báo cho bạn giá thấp hơn hoặc là giá cao hơn, thì các bạn cũng đừng có quá ngạc nhiên ha, tại vì do cái số lượng phụ kiện trên xe cũng như là cái màu sắc tem sơn nữa ha, nên giá nó sẽ báo giá là có thể thời điểm nó sẽ khác nhau. Rồi về cái sổ bảo hành, chúng ta sẽ có chế độ bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây. Chế độ bảo hành là trên toàn quốc, đi bất kỳ đại lý nào cũng được ha. Và trong thời gian bảo hành thì các bạn nên thay nhớt của hãng nha. Mình biết là ở ngoài có những loại nhớt rất là tốt, nhưng mà lưu ý trong thời gian bảo hành thì nên sử dụng nhớt của hãng. Rồi cái dung tích của cái bình xăng này là 5,4 lít gì đó. Một lít xăng thì bây giờ giá thị trường bao nhiêu nha? 18-19 ngàn ha. Giờ mình không thấy cây xăng nào nó đổ xăng 92 nữa, đa số là xăng 95 hết rồi. Đó, màu sắc của nguyên con xe nè, rất là đẹp ha. Mình thấy tông màu đen thì nó nhiều hơn màu đỏ rồi. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm về cái phần làm giấy tờ, bởi vì đại lý lên đúng màu sơn, màu gốc của con này trên giấy tờ hải quan đăng kiểm của nó ghi là màu đỏ đen. Lên từ cái con đỏ nhám á mọi người, cho nên là khi các bạn bấm biển số thì nó vẫn ra màu đỏ đen bình thường, tại màu đen đỏ là do bản thân quan mặc định thôi, chứ thật ra mình vẫn thấy nó màu đỏ với màu đen là cốt yếu rồi. Về cái két nước này, cái bảo vệ két nước này là 230.000, nó là bằng nhôm khá là dày nè, gắn sẵn cho khách luôn. Rồi thắng của xe sẽ là thắng 2 bê tông, mà đây là phiên bản cao cấp mà. Quên, còn ví dụ như bạn nào mà thích phiên bản khóa thường thì đại lý vẫn có thể đổ trên phiên bản khóa thường bình thường và giá thành nó sẽ thấp hơn. Tất nhiên rồi, tại vì vốn dĩ cái màu green của nó đã thấp hơn rồi. Còn về cái phần mà mới nói cái gì trả góp, trả góp đợi tí xíu nữa đi. Chiếc này có gắn bình rồi, để mở mặt đồng hồ mình mở đèn cho các bạn xem ha. Khi mà các bạn bật lên thì hai cái đèn đề mi của xe này nó sẽ tự động cháy, nó cháy liên tục, nó không tắt được nha. Hầu như bây giờ các dòng xe nhập là đều có cái đèn cháy liên tục hết trơn rồi, nhưng mà Yamaha vẫn giữ cái nét riêng đó là cho đèn đề mi cháy liên tục, còn đèn pha code thì bạn có thể tắt hoặc là mở được để cho gọi là nó không gây khó chịu đối với những cái người xung quanh. Rồi cái đèn xi nhan phía sau đèn độ nè cũng rất là đẹp đúng không. Ở đây chúng ta sẽ có sạc điện thoại 12V, bên mình có một có bán cổng sạc ở đó, mình sẽ làm video ngắn để giới thiệu về cái đó. Rồi tiếp theo là về chương trình trả góp thì bây giờ trong tháng này có chạy một cái gói rất là ưu đãi. Bên ngân hàng thì họ tư vấn đây là cái gói không lãi, nhưng mà mình tư vấn là cái gói lãi ưu đãi ha. Đây vẫn bị bởi vì nó vẫn có cái khoản phí bảo hiểm trên là tầm trong cái mốc trả hàng tháng của các bạn, cũng như là sẽ có cái phí hồ sơ lúc bạn trả ban đầu. Nhưng mà tổng khoản trên là so với cái gói có lãi thường á thì nó rất là thấp. Ví dụ như mà cái gói này mà trên là tầm khoảng 1.7.000, 1.8.000 chẳng hạn, tổng hết đi ha, nó sinh ra khoảng đó, thì cái gói lãi thường hoặc là gói nhận cả về gốc nó sẽ trên là từ khoảng 4 cho đến 7 triệu ha, tùy theo các mốc trả của các bạn. Rồi cái này mình tính thử là trả giá xe 57 triệu, trả trước 27 triệu, vay là 29.900, trả 271, có các mốc góp từ 12 cho đến 24 tháng. Cái phí hồ sơ mà bạn trả chung với cái trả trước luôn là 598.000, cái này bạn trả chung với 27.100 ở trên luôn đó. Chưa bao gồm tiền giấy tờ ha. Thủ tục thì cần chứng minh nhân dân hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân bằng lái, bạn từ 18 tuổi trở lên là được rồi. Nếu mà mấy bạn em nhỏ mà chưa đủ tuổi thì có thể nhờ cha mẹ đứng tên vẫn được nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.